Câu chuyện là về Mỹ và Iran, nhưng nguồn gốc của nó thì lại bắt đầu từ người Anh và người Nga. Đó là nửa sau thế kỷ 19, đế chế Ba Tư một thời hùng mạnh, giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Giờ họ bị kẹp giữa hai thế lực lớn hơn mình rất nhiều, đó là đế quốc Nga và đế quốc Anh. Người Ba Tư thua một cuộc chiến tranh với Nga, để rồi mất mảnh đất này vào tay người Nga. Ở phía Nam, người Anh cũng đang lần mò đến gây sức ép. Người Ba Tư phải nhượng bộ rất nhiều quyền lợi cho Anh và Nga để khỏi bị phiền phức. Và trong đó có cả độc quyền khai thác dầu cho người Anh. Những hành động này khiến người dân tức tối, biểu tình, bạo loạn xảy ra khắp mọi nơi. Và đến đầu thế kỷ 20, họ đã giành được thứ mà họ muốn. Năm 1906, vị Shah Ba Tư, lúc đó là Muzaffar ad-Din Qaja, đã phải đưa ra một hiến pháp mới. Ba Tư từ giờ sẽ được gọi là Iran, và quan trọng nhất, họ giờ sẽ có một vị thủ tướng dân chủ. Nhưng có một số thứ phức tạp với vị thủ tướng mới này. Vị Shah, thay vì sẽ lui về như một biểu tượng hoàng gia như các nước quân chủ lập hiến ở châu Âu, vẫn có rất nhiều quyền lực trong tay. Cơ bản thì, vị Shah này và vị thủ tướng sẽ chia sẻ quyền lực, hay Iran sẽ tồn tại cả chế độ độc tài lẫn dân chủ trong cùng một nhà nước. Cuối cùng, bản hiến pháp này dẫn đến một hệ lụy là nếu vị Shah yếu thế, thì nhà nước sẽ trở nên dân chủ hơn với vị thủ tướng. Còn nếu vị Shah có quyền lực mạnh mẽ, thì nhà nước sẽ lại trở thành một nhà nước độc tài. Những thứ này rất quan trọng, và bạn phải nhớ kỹ nếu muốn hiểu câu chuyện ngày hôm nay. Dù sao thì chúng ta sẽ quay lại với người Anh và người Nga. Với một Iran đã quá yếu, hai đế quốc này đã tới và xẻ Iran ra làm ba. Người Nga lấy phần này, người Anh lấy phần này. Năm 1908, người Anh phát hiện ra thứ khiến vùng Trung Đông này trở nên đặc biệt quan trọng. Dầu. Đúng rồi, lại là dầu đó. Hóa ra cái mảnh đất toàn sa mạc và núi đá này lại là một trong những vùng có nhiều dầu mỏ nhất thế giới. Người Anh tới chỗ vị Shah và nói: "Nước ông thực sự là một mỏ vàng đấy. Bây giờ, vì chúng tôi là người tìm ra và khai thác dầu trên mảnh đất của ông, nên chúng tôi sẽ chia cho ông 16% lợi nhuận. Còn đâu chúng tôi ăn hết nhé." Nghe chẳng công bằng chút nào, nhưng ai bảo đời trước đã ký độc quyền cho người Anh khai thác. Một công ty dầu mới ở Vịnh Ba Tư được thành lập, tên là Công ty Dầu Anh Ba Tư. Đây là tiền thân của công ty dầu BP chúng ta biết ngày nay. 16% lợi nhuận tài nguyên trên mảnh đất của chính mình. Thế là đủ để một cơn giận bùng lên với người Iran. Ngày càng nhiều người đòi quốc hữu hóa những giếng dầu của người Anh. Và một trong những người nổi tiếng nhất là người đàn ông này. Nhưng chưa đến thời của ông ta. Hãy đợi đã. Tới những năm 1920, vương triều Qajar bị lật đổ. Reza Shah trở thành vị Shah mới của Iran, mở ra vương triều Pahlavi. Hợp đồng với người Anh và hiến pháp 1906 vẫn còn hiệu lực. Người Iran vẫn chỉ được nhận về 16% lợi nhuận từ dầu. Và phong trào đòi quốc hữu hóa càng ngày càng mạnh. Thế chiến thứ hai nổ ra, Đức Quốc xã xâm lược Liên Xô. Reza Shah tuyên bố mình trung lập trong thế chiến. Nhưng vì ông vẫn làm ăn với người Đức, nên người Anh và người Xô Viết bắt đầu sợ những giếng dầu ở Iran sẽ rơi vào tay Hitler. Họ quyết định trung lập là không đủ, Iran phải theo phe đồng minh. Thế là họ xâm lược Iran, lật đổ Reza Shah, chia lại mảnh đất này ra làm ba và đưa con của Reza và Mohammad lên làm vị Shah mới. 4 năm sau, chiến tranh kết thúc. Quân Anh rút khỏi Iran, nhưng Liên Xô từ chối rút. Stalin thèm muốn dầu của Iran nên ông ta không chịu nhả. Người Xô Viết vẫn đóng quân ở đây, không chịu đi. Ở đâu có Liên Xô, ở đó có Mỹ. Và đã đến lúc nhân vật chính còn lại của chúng ta bước vào câu chuyện. We are not waging a cold war. The char cleavage that exists is not between the Soviet Union and the United States. It is between the Soviet Union and the rest of the world. Sau thế chiến, người Mỹ và người Xô Viết nhận ra họ không nên làm bạn. Vậy nên họ chuyển hẳn thành thù. Những gì xảy ra ở Iran đã củng cố thêm sự thù nghịch giữa hai bên. Anh đã quá yếu. Nếu để Iran rơi vào tay Liên Xô, rất có thể cả Ả Rập Xê Út rồi cả Trung Đông sẽ rơi vào Xô Viết. Thế là đi toang mỏ dầu lớn nhất thế giới. Mỹ liền trợ giúp cho vị Shah của Iran đem quân đánh đuổi những nhà nước bù nhìn thân Liên Xô ở miền Bắc. Người Xô Viết phải chịu rút đi, còn vị Shah Iran thì trở nên thân thiết với Mỹ.
Người Anh đã yếu đi, nhưng họ vẫn muốn ăn hết dầu của Iran. Sau chừng ấy năm, người Anh vẫn khăng khăng cái tỷ lệ ăn chia cũ là 16% sẽ dành cho người Iran. Người Iran không chịu và một làn sóng đòi quốc hữu hóa dầu mỏ hay ít ra ăn chia bình đẳng 50-50 nổ ra khắp Iran. Đã đến lúc người đàn ông này quay lại câu chuyện. Giữa những người đòi quốc hữu hóa dầu Anh thì ông là người có tiếng nói nhất. Ông ta có tiếng nói tới mức được bổ nhiệm làm thủ tướng Iran. Nhưng có một vấn đề, như chúng ta đã nói lúc trước, quyền lực của Iran được chia sẻ bởi vị Shah và thủ tướng, và khi người này mạnh, người kia sẽ yếu đi. Và trong trường hợp này, kẻ mạnh là Mossadegh. Với sự ủng hộ từ công chúng, cùng với việc có quan hệ máu mủ với nhà Qajar, những người từng bị cha của vị Shah hiện tại lật đổ, ông muốn quyền lực của Shah phải được giảm xuống tối thiểu. Vị Shah yếu ớt và cô độc, đành chịu lép vế. Người Anh không muốn mất miếng bánh. Ok, cứ giữ hết dầu đi, nhưng đừng hòng bán được cho ai, người Anh nói. Một lệnh cấm vận dầu được đưa ra với Iran. Iran co ro một góc vì không ai chơi cùng. Cuộc sống trở nên khó khăn. Người dân lại quay lưng lại với Mossadegh. Mossadegh bắt đầu cuống. Ông ta bắt đầu trở nên độc tài hơn. Người Mỹ mặc dù ủng hộ vị Shah, nhưng lại không muốn can dự vào câu chuyện lằng nhằng trên. Họ cố thuyết phục người Anh đồng ý ăn chia 50-50 cho xong chuyện. Nhưng người Anh không chịu. Họ đến dù gì vào tai người Mỹ hai từ nhiệm màu, dầu và cộng sản. Người Mỹ sáng mắt lên. Họ sẽ được chia phần ở một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới và còn ngăn được Liên Xô tràn xuống Trung Đông. Vậy tội gì mà không làm? Thế là CIA đến Trung Đông. Họ bắt đầu một số chiến dịch để lật đổ Mossadegh. Ban đầu thì không thành công, vị Shah thậm chí còn phải đi lánh nạn ở nước ngoài. Người Mỹ lại nghĩ ra một cách mới. Họ bắt đầu dùng tiền để hối lộ các quan chức Iran chuyển phe sang chống đối Mossadegh, rồi lại dùng tiền để đút cho một đám người khác. Họ cùng nhau đập phá đi những di sản của hoàng gia Iran, vừa đi vừa hô vang những khẩu hiệu chống đối Shah và ủng hộ Mossadegh. Đối với người Iran, vị Shah vẫn luôn là biểu tượng, là niềm kiêu hãnh của họ. Vậy nên họ không thể nào nuốt nổi chuyện này. Năm 1953, một cuộc đảo chính diễn ra. Mossadegh bị lật đổ. Vị Shah quay lại Iran và tự nhận mình là vua của các vị vua. Trong khi thực tế, ông được chống lưng vững chắc bởi người Mỹ và người Anh. Điều nực cười là người Mỹ, những người đại diện cho sự dân chủ và tự do, lại lật đổ một vị thủ tướng dân chủ để thay thế bằng một kẻ độc tài. Vị Shah trở nên thân thiết với phương Tây. Ông ta đến Nhà Trắng như cơm bữa. Ông ta cho phương Tây hóa đất nước. Ông ta loại bỏ những ảnh hưởng của đạo Hồi ở Iran. I think that our country in the next 10 years will be what you are today. In the next 25 years, according to other people, I'm not saying that, will be among the 5 most prosperous countries of the world. Và ông ta thân thiết với Israel, điều mà không quốc gia nào của xứ Ả Rập làm. Những việc Muhammad làm được phương Tây và đồng minh ủng hộ nhiệt liệt, nhưng với người Iran, họ chán ghét ông ta vô cùng. Để đảm bảo quyền lực của mình đứng vững, vị Shah thành lập một đội cảnh sát ngầm để dẹp loạn những người biểu tình, đôi khi là bằng cả bạo lực. Một kẻ chống đối nổi tiếng đã bị bắt giam và phải đi lưu vong là Ruhollah Khomeini. Người sau này sẽ khiến vị Shah nhớ tên cả đời. Như một hệ quả, những người theo đạo Hồi dòng Shia và những người cánh tả bắt đầu đổ ra đường biểu tình, đòi Shah phải thoái vị. Cảnh sát Iran cũng đổ ra đường, nhưng là để bắn người biểu tình. Rất nhiều người đã chết. Việc này chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Cảnh sát không thể bắn hết được người biểu tình. Họ đổ ra càng lúc càng đông. Cuối cùng, quân đội đầu hàng người chống đối. Vị Shah hiểu rằng mình đã không thể cứu được nữa. Ông ta bỏ trốn, để lại hoàng gia đã sụp đổ. Ruhollah Khomeini quay về nước và trở thành lãnh đạo tối cao của nhà nước mới ở Iran, nhà nước Hồi giáo Iran. Nhà nước mới này đi ngược lại hoàn toàn nhà nước cũ. Họ căm ghét những thế lực bên ngoài, đặc biệt là Mỹ. Họ đổ cho người Mỹ trách nhiệm về sự hỗn loạn trong suốt hơn 20 năm qua. Ở Washington, người Mỹ hoàn toàn choáng váng trước tin tức từ Trung Đông. Chỉ sau một đêm, Iran từ người bạn chí cốt trở thành kẻ thù không đội trời chung. Họ cho phép cựu hoàng Mohammad đến Mỹ lưu vong. Phía Iran đòi người Mỹ dẫn ông ta về nước để chịu xét xử cho tất cả những gì mình gây ra hồi còn tại vị. Phía Mỹ không giao. Vì vậy người Iran để đề phòng bất chắc,
một nhóm sinh viên và quân cách mạng đã đổ vào đại sứ quán của Mỹ tại Tehran và bắt cóc 52 con tin người Mỹ ở đây. Chính quyền Mỹ của Tổng thống Carter cố đàm phán với bên Iran, nhưng bên Iran không chịu. Người Mỹ dùng bạo lực, nhưng cuối cùng thất bại. 8 người Mỹ chết. Thảm họa này đóng góp không nhỏ vào chiến dịch tranh cử thất bại của Carter một năm sau đó. Chỉ vài phút sau khi Tổng thống mới Ronald Reagan nhậm chức, phía Iran tuyên bố thả các con tin, nhưng đã quá muộn. Phía Mỹ cắt toàn bộ hoạt động ngoại giao với Iran. Hôm nay, 43 năm sau, vẫn không có gì nối lại mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thực hiện cả. Khi bạn nghĩ mối quan hệ giữa Mỹ và Iran chưa đủ tệ, thì nó sẽ còn tệ hơn nữa. Vẫn trong năm 1980 ấy, ở Iraq có một nhà độc tài khác là Saddam Hussein. Lo sợ người Shia ở Iran sẽ xuất khẩu cuộc cách mạng đến nhà nước Sunni của mình, Saddam tấn công Iran, mở màn cho cuộc chiến kéo dài 8 năm giữa hai nước. Saddam tính toán rằng cách mạng mới xảy ra, nên lúc tốt nhất để đánh Iran là lúc chính quyền mới còn chưa ổn định. Và khi hai ông kẹ từng bảo kê Iran là Mỹ và Israel đã trở mặt, Iraq sẽ nhận được sự hỗ trợ từ họ để đánh Iran. Saddam đã tính đúng, ít nhất là một phần. Người Mỹ hỗ trợ nhiệt tình Iraq trong chiến tranh, bao gồm cả vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cả triệu người chết vì cuộc chiến, và rất nhiều trong số đó là người Iran. Iran căm hận người Mỹ đã giúp người đánh mình, họ cũng tìm cách trả đũa. Ở Lebanon, có một tổ chức mới của người Shia tên là Hezbollah được thành lập. Họ phỏng theo tư tưởng của Khomeini và tự nhận lấy trách nhiệm xuất khẩu cách mạng Hồi giáo ra khắp Trung Đông. Họ cũng thừa hưởng luôn cái sự ghét Mỹ của Iran. Hezbollah thực hiện nhiều nhiệm vụ tấn công đại sứ quán Mỹ tại Lebanon, khiến nhiều người Mỹ thiệt mạng. Người Mỹ liền xếp Iran vào nhóm tài trợ khủng bố, và tư tưởng này đến giờ vẫn còn với người Mỹ. Quay lại chiến tranh Iran-Iraq, trong khi chiến tranh trên cạn vẫn giằng co, cuộc chiến bắt đầu diễn ra ở cả trên biển. Iraq đánh bom các tàu chở dầu của Iran, chặn đường xuất khẩu dầu của Iran. Iran phản công bằng cách cũng đánh bom các tàu chở dầu của Iraq đi qua eo biển Hormuz. Iran sử dụng thêm một quân bài nữa, đặt ngư lôi trên khắp các eo biển để bẫy Iraq. Để bảo vệ nguồn cung dầu, Mỹ tham gia vào hộ tống các tàu chở dầu của Iraq và đồng minh ra biển. Một ngày năm 1987, một tàu của Mỹ đã chạm vào địa lôi của Iran và phát nổ. Không ai chết, nhưng nhiều người Mỹ bị thương. Sự kiện trên kích hoạt một cuộc chiến tranh giữa Iran và Mỹ, và cũng là lần duy nhất hai bên giao tranh trực diện. Trong chiến dịch bọ ngựa, với sức mạnh áp đảo, người Mỹ dễ dàng đè bẹp Iran và bắt Iran phải ngồi vào bàn đàm phán kết thúc cuộc chiến với Iraq. Năm 1988, một máy bay thương mại của Iran bay qua eo biển Hormuz bị Mỹ tưởng là máy bay chiến đấu và bị bắn hạ. Không ai sống sót. Cùng năm đó, cuộc chiến dài đằng đẵng giữa Iran và Iraq kết thúc. Không có gì thay đổi cả, ngoại trừ mối thù đã hằn sâu thêm giữa Iran và Mỹ. Năm 1996, nhóm phiến quân thân Iran Hezbollah đánh bom ở thành phố Khobar, Ả Rập Xê Út, khiến 19 người Mỹ thiệt mạng. Những năm 2000, Iran được cho là đang làm dầu hạt nhân vào mục đích quân sự. Người Mỹ lập tức phản ứng. Với những cuộc tấn công từ các phiến quân thân Iran ở khắp Trung Đông, như những vụ năm 1996, có một nỗi sợ len lỏi trong người Mỹ rằng một Iran với vũ khí hạt nhân sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng họ không muốn tham gia vào chiến tranh trực tiếp với Iran như với Iraq. Điều tốt nhất họ có thể làm là gia tăng cấm vận lên Iran, đặc biệt là vào thứ Iran giàu nhất, dầu mỏ. 4 năm cấm vận khiến kinh tế Iran khủng hoảng. Quá mệt mỏi, năm 2015, Iran chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ, đồng ý giảm làm dầu hạt nhân. Đổi lại, Mỹ sẽ gỡ bỏ những lệnh trừng phạt lên Iran. Iran trở nên sáng sủa hơn sau thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Nhưng đó là vào thời Obama. Khi Obama không còn tại vị, mọi chuyện không còn được như vậy. Quyết định rằng người Mỹ chẳng được lợi gì với thỏa thuận năm 2015. Năm 2018, Donald Trump cho nước Mỹ rút khỏi thỏa thuận và những cấm vận lại được đặt lên Iran. Iran đáp trả bằng việc làm dầu hạt nhân trở lại và đe dọa rằng đừng mong một giọt dầu nào có thể chảy qua eo biển Hormuz. Mối quan hệ hai bên lại trở nên căng thẳng. The Iranian Revolutionary Guard seized a British-flagged oil tanker in the Gulf yesterday evening. Iran has shot down a US drone in what the Pentagon is calling an unprovoked attack. Tất cả những cuộc khủng hoảng đó đều được giải quyết bằng việc hai bên thả con tin của nhau ra. Nhưng sự thù nghịch thì không dừng lại. A US contractor has been killed in an attack on an Iraqi military base. Người Mỹ đổ lỗi cho Hezbollah cho vụ tấn công,
mặc dù Iran hoàn toàn từ chối trách nhiệm. Nó đã tiếp nối cho sự kiện tiếp theo gây chấn động thế giới đầu năm 2020. In a major escalation in tensions between the US and Iran, the top Iranian general has been killed in an airstrike. Iran trả thù bằng cách mở một chiến dịch nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq để trả thù cho Qasem Soleimani. Chưa bao giờ hai nước lại gần với một cuộc chiến tranh toàn diện đến vậy. Trong giây phút, chỉ một chớp mắt là chiến tranh xảy ra. Iran bắn rơi một máy bay Ukraine bay qua không phận nước này. Bên phía Iran nhận trách nhiệm, cho rằng họ xác định nhầm đó là máy bay chiến đấu của Mỹ. Biểu tình diễn ra khắp nơi Iran. Họ cho rằng chính phủ đã lừa dối họ về việc Mỹ là người bắt đầu tất cả, cộng với những vấn đề nội tại trước giờ trong lòng Iran. Chính phủ Iran quá bận rộn với việc đối phó người biểu tình, và cuộc chiến tranh tưởng như không thể tránh khỏi cuối cùng, may mắn đã hạ nhiệt. Hai quốc gia vẫn giữ sự thù nghịch kể từ đó đến giờ. Nhiều người đã chết trong những căng thẳng năm 2020. Nhưng nếu một cuộc chiến tranh toàn diện xảy ra, mọi việc còn có thể tồi tệ hơn thế rất nhiều. Chúng ta đã thở phào, nhưng với những gì đang xảy ra trên thế giới hiện nay, liệu chúng ta có thể được may mắn như những gì chúng ta đã trải qua năm 2020 hay không?